Tại thành phố Hải Phòng, trong những ngày Tết Nguyên đán, đông đảo đoàn viên thanh niên đã tham gia cùng tổ kiểm soát liên ngành phòng chống dịch bệnh COVID-19 với mong muốn góp sức trẻ giữ thành phố bình yên và an toàn trước đại dịch. Tại cảng hàng không quốc tế Cát Bi, hàng chục đoàn viên thanh niên trong đội thanh niên tình nguyện luôn có mặt từ 4 giờ 30 phút sáng để tham gia phân luồng, hướng dẫn người dân khai báo y tế tại sân bay và tổng hợp số liệu người dân từ các vùng dịch về thành phố và các địa phương lân cận. Mình được các đoàn viên thanh niên ở Hải Phòng đã chỉ hướng dẫn cho cách khai báo tờ khai y tế, hướng dẫn rất là cụ thể ạ, ghi rõ chỉ rõ ràng ở trong tờ khai đấy ạ. Với tần suất từ 13 đến 17 chuyến bay mỗi ngày, công việc của các tình nguyện viên không hề nhẹ nhàng chút nào. Tất cả những hành khách mà sau khi hạ cánh xuống sân bay Cát Bi thì chúng tôi hỗ trợ lực lượng kiểm dịch y tế của Sở Y tế hướng dẫn các hành khách khai báo thông tin nơi ở trước và sau khi rời khỏi sân bay Cát Bi. Sau đó chúng tôi tiến hành phân loại thông tin đối với những hành khách nào mà đến từ vùng dịch mà nhập và lưu trú ở lại Hải Phòng thì chúng tôi sẽ hướng dẫn họ cách ly tập trung. Đối với những hành khách nào mà không đến từ vùng dịch thì chúng tôi sẽ hỗ trợ và hướng dẫn họ khai báo y tế tại địa phương. Còn đối với những người mà ở các tỉnh khác, sau khi rời khỏi sân bay Cát Bi, chúng tôi sẽ gửi thông tin về cho trung tâm CDC của các tỉnh thành để họ có những biện pháp kịp thời. Công việc của các tình nguyện viên không hề nhẹ nhàng. Đội ngũ tình nguyện viên đã làm việc liên tục từ chuyến bay đầu tiên vào lúc mờ sáng đến chuyến bay cuối cùng vào lúc 1 giờ 30 phút của ngày hôm sau. Tinh thần tình nguyện của tuổi trẻ Hải Phòng được các cấp, các ngành và mọi người ghi nhận, đánh giá cao. Đến thời điểm này, thành phố cảng vẫn an toàn trong đại dịch. Trong thành quả chung đó, có một phần đóng góp của tuổi trẻ Hải Phòng, những người đã và đang xung kích mang sức trẻ của mình, góp phần cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trên tiến trình xây dựng Hải Phòng phát triển hiện đại.